là khâu chuẩn bị nấu bún nước lèo bán mã mọi người. Đây là ngày bún rồi. Đây là cá, 25 kg cá, 10 kg tép, 10 kg thịt. Rồi còn là mắm thì một chút nữa mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp ha. Rồi hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ quay một cái video về cái làm bún nước lèo để bán mã mọi người. Đây, đây là mắm thôi mọi người, hai bọc này 10 kg. Rồi trong này một bọc này 2 kg nữa, hay 10 kg nữa là 20 kg. Rồi đây 10 kg hết rồi, còn hết đây 10 kg nó hết rồi. Thế là 40 kg. Uống nước lèo đi. Giờ khách dùng bún á mọi người. Bún nước lèo. À, một ngày tới gần 50 kg bún lận. Một tô bún. Ăn bún cả đời. Hôm qua nguyên một trường lại. Bún từ cả năm về. Rồi mời mời luôn. Nó đi về đó hả? Mai ở trên chậm lại. Anh cứ thầy chị muốn khách đâu là bắt